cứu. Này cậu ơi. Sao ơi? Thằng này nó vừa ra đầu bị rắn cắn mất ạ. Đâu? Cậu đưa tôi xem cái hình con rắn nó như nào. Đây mất ạ. À, con rắn này cơ à? Thôi bây giờ là anh bế cháu nằm gọn vào để tôi xử lý cho. Này, liệu được không hả bác? Này, anh khinh thường tôi à? Anh biết tôi làm nghề này bao nhiêu năm rồi không? Later. Xong rồi nhá. Ui, như thế hả bác? Trời, tôi làm nghề này bao nhiêu năm chả nhanh. Thế gia đình anh là đã chọn được cái loại gỗ phù hợp chứ nhỉ? Tôi làm đóng quan tài. Chuyện gì? Chuyện gì? Ai ơi, ôi thầy ơi, thằng này đi ra vườn rắn cắn thầy ạ. Đâu đưa thầy xem là con rắn nó như thế nào. Đây thầy ơi. Ôi ôi, trời đi, cầm đồ cho thầy. Đây, bóc cho nó ăn. Nhớ phải ăn thật nhiều, hít thở thật sâu nhá. Ăn từ từ thôi con. Thầy ơi, ăn chuối hết rồi bao giờ hết bệnh ạ? Ui giời, hết thế nào được mà hết. Thầy bảo nó ăn chuối làm gì ạ? Riêng con rắn này mà cắn ấy thì mai sau người nhà nó chỉ cúng nó chuối xanh thôi, còn lâu mới có chuối chín như này mà ăn nhá.